Chào tất cả các quý vị. Bây giờ tôi muốn chia sẻ với các quý vị về cách mua cửa cuốn giá rẻ nhất. Thì để mua cửa cuốn giá rẻ nhất thì chúng ta có thể đánh vào web là aluluon.com, aluluon.com.vn này. Thì khi chúng ta vào web aluluon.com.vn thì chúng ta thấy là trong web thì có cái sản phẩm cửa cuốn, và tôi thấy đó là cửa cuốn giá rẻ nhất. Đấy, thì như trên web cập nhật giá rẻ nhất vì nó chỉ còn giá bán là 365.000 một mét vuông thôi. Chúng ta kích vào xem để mô tả chi tiết. Đấy, tức là giá là 365.000 một mét vuông là giá bán buôn. Đấy, miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, chưa bao gồm day giá khóa, đơn giá bao gồm day giá khóa đầy đủ là 450.000 đồng một mét vuông, còn giá lắp đặt hoàn thiện là 580.000 đến 680.000 đồng một mét vuông. Đấy, thì như vậy là các vị làm qua được cái giá của cuốn là rẻ nhất như vậy, bởi vì với 580.000 mét vuông, bức cửa nhà chúng ta chỉ 7 đến 8 mét thì nó chỉ hơn 4 triệu thôi, thì công lắp hoàn thiện rất là rẻ. Còn bán buôn chúng ta mua về tự lắp mà 8 mét thì nó cũng chỉ hơn 2 triệu hoặc là hơn 3 hoặc là khoảng 3 triệu hơn một tí. Đấy, thì cái nội dung video tôi chia sẻ về cách mua cửa cuốn giá rẻ nhất là như vậy, thì các vị có thể đánh vào cái web là aluon.com.vn, thì trong này nó có sản phẩm cửa cuốn đấy. Thì hoặc là các vị có thể click vào đường link slide tôi để bên dưới phần mô tả của cái video này đấy. Video này tôi kết thúc ở đây. Cảm ơn các vị đã xem và hẹn gặp lại các quý vị ở video mới ạ.